ôn tập ha, skills time. Rồi. Ok. Rồi, bài đầu tiên sẽ là reading. Okay, look at the pictures. Where does she walk? What animals can you see? Okay. Rồi, cô mời bức tranh này thì cho Thảo Quỳnh ha. Bức tranh nào cô? Bức tranh này, Thảo Quỳnh đi lấy máy đi. Bức tranh này là Thảo Quỳnh làm cuối cùng. Rồi, bức tranh đầu tiên Gia Bảo. Look at the pictures. Where does she walk? What animals can you see? Gia Bảo. Đang ăn cơm hả? Nhưng mà ông thấy cô ơi, ông thấy. Thấy chưa? Where does she walk? She walks at Saigon. At gì? She walk at. Cô chưa nghe rõ, Gia Bảo nói lại. Con biết cái từ này cô. Học rồi mà. Từ đấy học rồi nha. Hôm trước học phonics. Học từ có 3 từ đó nhớ không? Station, zoo, với lại một từ nữa là từ bank, nhớ không? Cái bài mà trước khi vô bài hát á. Không nhớ phải không? Rồi, she work at the zoo. Không cần nói tên Sài Gòn, cô mới hỏi là ở đâu thôi. Mình chưa cần đọc mà mình nhìn vô mình thấy động vật thì mình sẽ trả lời là ở đâu? Sở thú đúng không? Sở thú là gì? Zoo. Rồi, trả lời lại nào. Where does she work? Where does she walk? Mở mic lên, mở mic lên, quên mở mic rồi kìa. She walk. She walks. She walk at the zoo. She walks. She walks. At zoo, the zoo. Okay. What animals can you see? I can see four elephants. Elephants. Elephant. Nhớ. Nhớ thêm S vô nha. Okay. Thiện Nhân. Look at the picture. Where does she walk? She walks at you. She walks. She walks. She walks at the zoo. She walks at the zoo. Okay, what animals can you see? Có cần tắt đi. Có tắt máy tính của mẹ không? Mẹ ơi. I can see. Máy tính của mẹ không? Máy tính của mẹ không? Trả lời lại đi, nãy ồn quá cô chưa nghe được nè. I can see two giraffes. Okay, thank you. Giraffes. Tắt mic đi Thảo Quỳnh, thoát cái kia ra rồi hẳn mất mic. Okay. Rồi lẹ để trả lời nè, ổn định chưa? Thảo Quỳnh ổn định chưa? Rồi, bức tranh này.
We guess up very day. Cô nói là bức tranh này. Cô đâu có đọc đâu. Look at the picture. Where does she walk? Rồi, where does she walk? Cô hỏi là where does she walk? Hôm trước học mẫu câu này rồi nha. Hôm trước học đoạn hội thoại đó. Nhớ không? Học 4 câu. Where does she walk? Để hỏi gì? Không nhớ phải không? Có ôn bài không? Rồi, cô dặn về ôn bài là không ôn đúng không? Cô cho bài tập đặt câu hỏi luôn rồi, sử dụng mẫu câu này rồi bạn trả lời luôn. Hôm đó làm sai xong rồi cô quát cho, mà bây giờ vẫn không nhớ. He does she work hả cô? Là cái gì ta? Cho Thảo Quỳnh 2 phút lật lại sách đó nha. Coi coi. Đó, cái tội học bài không ghi bài đó. Nên có nhớ cái gì đâu. Cô hỏi mẫu câu gì cô để em kiếm. Where does she walk? Where does she walk? Cô ấy làm nghề gì? Làm nghề gì hả? Cô ấy làm việc gì? Cô ấy làm việc gì hả? Rồi đó, hôm bữa cô cho ghi lại WH word từ để hỏi, cô ghi nghĩa cho luôn rồi. Để em xem coi. Là ở cô ơi. Ơi. Cô ấy làm việc ở đâu? Đúng rồi. Câu này đã học chưa? Rồi cô. Em có ghi mà. Ghi mà có coi lại không? Em là quốc kìa. Ôi mà sao? Quốc lại là đi làm không cứ tưởng đi. Work. Work. Thì mình là đi ra đi bộ. Còn work. Work. Dạ cô. Rồi, lại. Where does she walk? Để nghe lại hai từ khác nhau là nha. Work, work. She. She work in a zoo. Okay. What animals can you see? What animals can you see? I can see. I can see lion. And. Okay. Okay. Just only lions, right? Chỉ có sư tử thôi đúng không? Không có tigers đúng không? Okay. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc bài ha. Bạn đầu tiên đọc cho cô ba câu đầu. Không được không? Đợi cô chia nha. Rồi. Bạn đầu tiên đọc cho cô từ am đến du. Bạn thứ hai đọc từ vi đến meet. Đến meet. Và bạn thứ ba sẽ đọc từ then đến job. Ok. Nhớ chưa? Rồi, bạn đầu tiên Thảo Quỳnh. Bạn thứ hai Gia Bảo. Bạn thứ ba Thị Nhân. Rồi, đọc nào. She was at. Thứ là gì cô?
Sài Gòn. Sài Gòn Zoo. I'm at Sài Gòn Zoo with Vy. Vy was at the zoo. She looks at the tiếp đi Thảo Quỳnh. She looks after Thảo Quỳnh. Sao cô không nghe Thảo Quỳnh nói gì nữa? Các bạn có nghe Thảo Quỳnh nói gì không? Không. Rồi Thảo Quỳnh thoát ra vô lại. Các bạn có thấy camera của cô đang bật không? Cô, ai gửi tin nhắn đến cô ơi? Cô thấy rồi, Thảo Quỳnh nhắn là mic bị sao. Rồi Thảo Quỳnh ok chưa? Ok thì đọc tiếp nè. Thảo Quỳnh ơi, Thảo Quỳnh mở mic được chưa? Đọc tiếp đi. Mở mic không được luôn hả? Không thấy mic để mở luôn hay là sao? Vậy Thảo Quỳnh thử đổi máy học xem sao ha. Ôi, hai Thảo Quỳnh luôn. Thảo Quỳnh đang dùng hai máy rồi, coi thử nha. Lẹ nè, nếu không được thì đổi cho bạn khác để bạn đọc. Ủa sao cô thấy Thảo Quỳnh có hai máy giờ hai Thảo Quỳnh. Rồi Thảo Quỳnh thử bật mic lên coi. Được không? Có nút bật mic không? Bật mic đi, bấm bật mic đi. Bật một đi. Bấm vô không được luôn hả? Thử bấm lại coi. Ủa sao kỳ vậy ta? Rồi thử bật coi Thảo Quỳnh.
Rồi vậy thì đổi máy đi chứ giờ không đọc được rồi, không bị mất được rồi sao hả? Rồi vậy thì nhân đọc phần của bạn ha, đọc lại từ title, từ cái đề bài luôn cho cô ha. She works at Saigon Zoo. I'm at Saigon Zoo with Lee. We works at the zoo. She look after the look pig. Look oh looks look after the pig animals, elephants, giraffes, lions, and tigers. Ok, đọc đến đây luôn. Ừ. We says my favorite animals are the elephants. The elephant. Chữ E nè. The elephants. The elephants. We have 6 elephants at the zoo. We gets up every day at 6 o'clock. She starts work at 7 o'clock. She feeds the lions and tigers. They eat meat. Okay, thank you. Rồi Thảo Quỳnh ổn chưa? Mở được chưa? Không mở được là phải đổi máy nha. Chứ bây giờ không được rồi sao? Hôm nay học tiết ôn tập phải đọc bài nhiều đó. Ok, trong lúc đợi Thảo Quỳnh thì Gia Bảo đọc tiếp đến vegetables và Thị Nhân đọc từ V says đến shop ha. Then she feeds the giraffe and the elephants. The elephants. Nãy cô nhắc Thị Nhân rồi. They eat vegetables. I go home at 3 o'clock. I'm always happy. I love my job. Okay, thank you. Rồi, Thảo Quỳnh ổn chưa? Rồi, rồi. Okay. Em đổi qua điện thoại. Đọc câu nào. Ok, vậy Thảo Quỳnh đọc cho cô từ V đến job này ha. We stay at 6 o'clock. We start work at 7 o'clock. Không phải. We fail. The lions feeds, and she feeds. She feeds the lions, the lions and tigers. They eat meat. Eat. Từ này học rồi nha. They eat meat. Then fail. Nữa, nãy cô vừa mới nhắc. Nhưng then she feeds. Lần cuối cùng cô nhắc nha. Feeds. Nhìn chữ này đọc và nhớ. Then she feeds the rats. Không phải. Giraffes and the elephant.
They eat vegetables. I go home at 3 o'clock. I'm away. Puppy and okay, rồi giờ mình dịch ha. Rồi chị nhân dịch cho cô từ từ am đến su. Rồi Gia Bảo là từ vi đến mid. Rồi Thảo Quỳnh là từ đen đến job ha. Cô ơi. Ơi. Cô ấy lên cái chỗ con đọc. Sao á? Sao vậy? Không sao. Dịch là dịch nha, không có chơi Google dịch nha. Cô mà biết bạn nào danh lận là cô trừ 10 điểm, đừng có chắc nha. Rồi ok. Rồi Thiện Nhân ạ. À. Tôi đến. Từ từ từ. Title. Cô ấy. Work là. Trời ơi, mới học đó. Where does she work? Work nè. Cô ấy. Nhớ không Thị Nhân? Mới học luôn. Cô ấy làm việc. Ừ. Tại ấy. Cô ấy làm việc tại Sở Thú Sài Gòn. Ok, very good. Rồi, tiếp nào. Tôi làm việc ở Tôi đang ở. Tôi đang ở Sở Thú Sài Gòn. With là gì nhớ không? Không nhớ hả? Rồi, with là với. Nhớ nha, với. Tôi đang ở Sài Gòn, Sở Thú Sài Gòn. Thị Nhân. Tiếp nào Thị Nhân. Tôi đang ở Sở Thú Sài Gòn với Vy. Ừ. Y làm việc ở Sở Thú. Cô ấy. Rồi từ này từ mới ha, để cô ghi. Đợi cô xuống. Đâu. Look after. Các bạn không ghi bài mà đến lúc mà cô hỏi mà không nhớ là đừng có trách cô nha. Rồi, look after là chăm sóc. Với lại có một cụm cũng bằng nghĩa với look after đó là take care of. Ha. Hai từ này bằng nghĩa nhau đều có nghĩa là chăm sóc. Rồi, ok. Tiếp là Thiện Nhân. Cô ấy chăm sóc những con voi. No, từ từ. Animals là gì nè? Animals là gì? Động vật. Ừ, đúng rồi. Animal là động vật hoặc là loài vật ha. Ok. Rồi cô ấy chăm sóc những gì? Cô ấy chăm sóc những động vật. To. Như thế nào? Ừ, to lớn. Như? Như elephant, như voi, vua câu cổ, sư tử, hổ. Và nè. Sư tử và hổ. Ừ. Vì
Say, từ say này học rồi nha. Thêm s vô thôi, nghĩa không thay đổi. Ví. Từ say học nhiều rồi nha. Ví. Say là gì Gia Bảo? Nói. Ừ, đúng rồi. Vi nói rằng. Vi nói rằng. Tôi thích động không, vật. Loài động vật mà tôi thích. Hoặc là loài động vật yêu thích. Favorite là yêu thích ha. Animals là. Nè, animal không. Thì các bạn dịch là động vật hoặc là loài vật. Còn animals thêm s vô thì các bạn phải nói là các loài vật hoặc là các loại động vật, hiểu không? Nó là type, những cái loại á, hiểu không? Thêm s vô là nó thành những loại, các loại chứ không phải là chỉ là những động vật nữa, hiểu không? Những động vật thì người ta có thể hiểu là cùng loài hoặc là khác loài. Còn animals là những động vật bao gồm nhiều loài khác nhau á. Ví dụ ở đây là có elephant, giraffes, lion and tiger nè, thấy không? Nhiều loài khác nhau á thì người ta sẽ thêm s vô animals ha. Còn animals thêm s nếu mà mình dịch là loài động các động vật đó thì người ta có thể hiểu là cùng một loài ha, nhưng mà có nhiều con. Cho nên chỗ này các bạn phải dịch là những loài động vật hoặc là các loài động vật. Tôi thích, yêu thích của tôi ha. Favorite là yêu thích nè, mai là của tôi, hoặc là tôi thích những loại động vật như thế nào đó thì nó không sát nghĩa bằng ha. Rồi dịch lại nào. Những loài động vật yêu thích của tôi là voi và là những chú voi. Ừ. Chúng tôi có 6. Có sáu con voi ở sở thú. Đúng rồi, very good. Tiến bộ ha. Nay Thiện Nhân dịch có tiến bộ rồi, không có cần cô chị nhiều nữa. Ok. Tiếp nè. Vi dậy 6 giờ vào mỗi ngày. Vi dậy vào lúc 6 giờ mỗi ngày, hoặc là mỗi ngày Vi dậy lúc 6 giờ. Tự nhiên Vi dậy vào mỗi ngày lúc 6 giờ là sao? Đâu có, không bảo là Vi dậy từ 6 giờ mỗi ngày. Từ 6 vào, không phải từ at à, mà vào ngày, lúc vào 6 giờ mỗi ngày. Ừ, lại nào, lại. Vi dậy vào 6 giờ mỗi ngày. Ok. Cô ấy bắt. Cô ấy bắt, bắt gì? Làm. Bắt gì? Cô ấy bắt gì? Start là gì? Bắt đi. Bắt đầu. Trời ơi. Bắt đầu làm việc vào 7 giờ. Cô ấy cho sư tử và hổ ăn hả cô? Đúng rồi, feed. Từ này feed là cho ăn ha. Rồi, feed là cho ăn. Sử dụng cho người với động vật đều được ha. Feed. Rồi, she. Rồi, cô ấy cho hổ và sư tử ăn mỗi ngày. Ờ, à, ăn. Rồi, gì nữa? Sư tử với hổ mà. Chúng nó ăn gì? Ok. Rồi, tiếp nè, Thảo Quỳnh. Đen là gì? Đen học rồi nha. Đen là cây. Cây. Đen là cây. Đen là gì? Hả? Đen là gì?
Đây này, tiếp theo của cô. No. Không, next mới là tiếp theo. Đây là gì nhớ? First, then, next, rồi đến then, rồi đến finally. Học chưa? Học chưa? Học rồi. Rồi, học rồi, có nhớ không? Dạ không. Hay quá. Then là gì? No, không phải tiếp theo. Là gì ai nhớ? Cuối cùng. Điểm cộng. Điểm cộng nào. Ai nhớ giơ tay. Không nói leo nữa. Giơ tay mới được tính. Cô sẽ gọi bạn giơ tay đầu tiên. Then. Bấm nút giơ tay, bấm nút. Ok, mời Gia Bảo. Là cuối cùng. Sai. Rồi, hạ tay xuống. Giờ, một biết thì giơ tay lại. Một điểm cộng. Ai nhớ? Đen. À, mà là luôn điện thoại luôn. Mấy tức là luôn điện thoại luôn. Chứ mang cái gì đấy nhanh. Rồi, không ai giơ tay hết. Không ai giơ tay là mỗi bạn bị trừ một điểm. Lệ lên. Ok, mời Thiện Nhân. Hiểu cô là sau đó. Very good, đúng rồi. Next là tiếp theo. Còn then là sau đó. Trời đất ơi. Nhân ghê vậy. Rồi, đầu tiên là gì? First là gì? First là đầu tiên. Ừ. Next. Đầu tiên, next là tiếp theo. Ừ, tiếp theo. Sau next là tiếp theo, tiếp đó. Then. Rồi, sẽ đến then là sau đó. Và finally là cuối cùng. Ừ. Then kia. Okay. Rồi, Thiện Nhân được một điểm cộng ha. Cô ghi ở đây ngày 24 tháng 11 năm 2022. Thiện Nhân. Điểm cộng. Cộng. Một. Okay. Rồi, sau đó gì nữa? Thảo quên. Sau đó cô cho. Cô cho cao cổ và voi ăn. Đây là hả? Chúng nó. Mình đang nói chúng... con hu cao cổ với lại con voi mà. Thì mình phải sử dụng khác để người ta khỏi lộn là con người chứ. Chúng nó. Rồi nha, từ này học rồi. Gia Bảo cũng mới nói luôn. Chúng nói gì? Chúng nó ăn. Gia Bảo nói rồi đó. Chúng ăn. Ăn cái gì? Ăn gì? Ok. Chúng nó ăn. Ăn cái gì mà Gia Bảo vừa mới dơ lên đó? Ăn trứng. Ăn gì? Không phải. Hả? Ăn. Quên rồi, chắc cái gì ta? Ăn gì? Chúng nó ăn gì? Ăn cái gì màu xanh lá? Đi ở dưới chân của nó. Lá. Ăn rau củ, ăn lá nha. Ăn rau. Vegetable. Ờ, vegetable là rau củ. Cái con thật lâu.
cắn nó sẽ rồi rau củ rồi tiếp nào ừ. Tiếp Vi nói tôi đi về nhà lúc 3 giờ tôi từ này học rồi nha. Always là gì? Always đây. Always là gì? Always là luôn luôn. Ừ đúng rồi. Tôi luôn luôn. Luôn gì? Tôi luôn luôn vui vẻ. Ờ tôi có kéo mà tôi luôn luôn vui vẻ. Rồi tiếp câu cuối. À sao mấy cô lớp là gì? À thấy yêu đây nè kéo bên kia. Tôi thích là like. Love là yêu. Tôi yêu dễ à không? Không phải dễ. Tôi yêu tôi. Gì? À tôi yêu việc làm của tôi. Tôi yêu nghề nghiệp việc làm của tôi. Trời đất ơi. Rồi. Ok. Rồi tiếp nào. Rồi, đọc bài xong rồi, bây giờ mình sẽ khoanh câu người ta viết sai và mình sẽ sửa lại ha. Rồi, để câu đầu tiên, V works at a station là sai. Station là sai, phải sửa thành zoo. Rồi, câu số 2 cô mời Gia Bảo. Dạ, là hơ thành si rồi. Sai. Ờ, sai rồi. Đâu có ấy lên nhưng chưa xem rồi. Ở dòng à đây rồi. Không nhìn rõ. Đây xem. À đây. Cô lên đi cô. Nào sửa chỗ nào. Khoan cô gọi đi. Hello. Ai nhắc bài vậy? Cái gì? Ai nhắc được? Rồi cô lên đi cô. Là she. À không. Tigers. Thấy Evan. Rồi đúng rồi ha. Hóa ra cứ một cứ tưởng cô. À, tôi rồi. Ăn. Hay quá, không đọc đề, làm bài, kinh người ra đề hả? Rồi, her favorite, her. Her là gì? Của her cô là, ấy. Là... Đúng không? Của cô ấy. Her là của cô ấy, hôm bữa cô cho ghi rồi. Adjective, cái tính từ sở hữu, nhớ không? Her. Còn của anh ấy là gì, nhớ không? His. Ừ đúng rồi. His. Của tôi. My. Của họ. There. Đây cái gì mà đây. Của chúng tôi. Our.
Very good. Của bạn. Yeah. Rồi cô cho Thảo Quỳnh một điểm cộng ha. Nhớ bài tốt. Rồi. Thảo Quỳnh. Một điểm cộng. Ok. Con không quên điểm cộng. Ok. Rồi câu số 3, cô mời Thiện Nhân. Đọc chưa? Đọc được câu này chưa? Câu số 3. Thiện Nhân. Ok, khoan từ for đúng không? For sai. Rồi mình sửa hành gì? Six. Ok, six. Rồi dòng thứ mấy, đoạn thứ mấy của bài thông tin đó nằm ở đoạn thứ mấy? Rồi cô phân luôn ha, đoạn 1 là từ am đến du, đoạn 2 là từ vi đến vegetable, đoạn 3 thôi, đoạn 1 là trên đây, đoạn 2 là dưới đây ha, cho nó dễ. Rồi đoạn mấy thì nhân? Đoạn 1. Ok, dòng số mấy? Dòng thứ mấy? Dòng nào? Ừ, dòng thứ 6. Là we have six elephants at the zoo. Okay, and here we correct four. Like six, đúng không? Mình sẽ sửa four and six. Rồi, okay. Number four, Thảo Quỳnh. We gas up at 9 o'clock. Con Thảo. Rồi. Thảo Quỳnh. Sửa gì? Có bị gì hơn? Sửa thành nay. Nay sửa thành six thôi. Ok, nay sửa thành six. Ok, dễ. Nay sửa thành six hả? Dòng số mấy đó? Số mấy? Không, số mấy đó, số mấy. Thảo Quỳnh. Thứ hai, dòng thứ nhất. Ok, đoạn thứ hai, dòng thứ nhất. Ok, she gets up every day at 6 o'clock. Ok, thank you. And number 5. Quá dễ đúng không? Number 5 quá dễ. Con nói gì? Từ salad thành meat. Đúng rồi, salad là rau trộn đúng không? Mà sư tử thì phải ăn gì? Ăn thịt đúng không? Nó không có ăn rau. Rồi, ok. Qua phần listen. Ok. Hả? Sao có ba Thảo Quỳnh lận vậy? Thảo Quỳnh. Sao lát vậy? Nãy hả? Em kia nãy sao cái mất cô đọc được chưa? Cái đâu à? Mất cái xài được đâu? Rồi kìa. Ổn định nè, để mình làm listening nào. Listen in circle the correct word. Rồi kìa. Có bức tranh thì đầu tiên mình phải làm gì? Nhìn và describe. Nói.
Ờ đúng rồi, describe the picture, ok. Rồi. Ai miêu tả được nè? Ai miêu tả được cô sẽ cho một điểm cộng, miêu tả bằng tiếng Anh nhưng mà phải đầy đủ nha. Có những gì trong bức tranh phải miêu tả đầy đủ hết thì mới được điểm cộng. Rồi, mời Thảo Quỳnh. There are monkeys and parrot. Rồi bây giờ từ từ nha. How many? Ơi. Cô mất lên cái bài luận văn kia đi cô. Đâu, để chi? Rồi cô. Vâng. Được chưa? Thảo Quỳnh. Trả lộn được chưa Gia Bảo? Ok, rồi lại nè. Cô gợi ý ha. How many people are there in a picture, Thảo Quỳnh? How many people? Thì phải trả lời sao? There are how many people? Tao Thảo Quỳnh lát của tao không nghe gì hết. There are monkeys. Câu hỏi là how many people are there in the picture? People, not monkeys. There are gì? Rồi, quên câu trả lời cho câu hỏi số bao nhiêu rồi đúng không? There are two gì? Rồi, how many monkeys? Có mấy con? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are six. Đâu, con số 6 đâu? 1, 2, 3, 4. Oh, here, 6. Rồi, con thấy rồi. Con số 6 đây. Ok. How many parrots? There are 3 parrots. Ok, thank you. Rồi, đáng lẽ là 2 điểm cộng nhưng mà do là trả lời câu how many people up out úng sai tới sai lui nên là cộng 1 thôi nha. Để con miêu tả. Rồi. Thôi một người thôi, hôm nay có một bức tranh mà. Nhưng mà ai miêu tả nhiều hơn? Rồi ok, cho Gia Bảo miêu tả. There are 2 people. There are 6 monkeys in the tree. On the tree. Trên cây chứ sao trong cây được? She worked at the zoo. There are 3 parrots in the tree. On the tree. On the
On. The tree. What else? Gì nữa không? Không. Trời ơi. Cũng vậy thôi mà. Rồi ok, cho anh Gia Bảo một điểm cộng ha. Bạn thêm được vế she works at the zoo, với lại thêm được vế on the tree, ok. Rồi, Thiện Nhân có muốn bổ sung gì để lấy điểm cộng không? Không. Ok, rồi, vậy bây giờ mình nghe ha. Mình nghe và mình circle khoanh đáp án đúng ha. Rồi, listen. Có nghe thầy đâu cô? Đã nghe thấy gì vậy cô? Listening 81. Nghe chưa các bạn? Listen and circle the correct word. This is Nam. He works in the zoo with V. 1. He looks after the little animals. 2. My favorite animals are the monkeys. They are very funny. 3. We have 23 monkeys at the zoo at the moment. 4. He also looks after parrots. We have 4 parrots at the zoo. 5. My favorite parrot is called Fred. He is blue and green. 6. Fred can talk. He can say, "Hello, I'm a pretty parrot." Everyone loves Fred. Rồi, ok chưa? Ok rồi. Rồi, cô đếm. 1, 2, 3 nha. Bạn đầu tiên giơ tay mà đúng hết, đọc đúng hết đáp án thì sẽ được điểm cộng. Rồi, sẵn sàng chưa? Bấm giơ tay nha. Bấm giơ tay á, chứ không phải là giơ này đâu. Bấm giơ tay nha. Rồi, 1, 2, 3. Không, thua. Thảo Vinh chưa? Đâu, để cô coi. Ok, cô thấy Thảo Quỳnh đầu tiên. Rồi, cho Thảo Quỳnh đọc. Số 1 rồi, khỏi đọc lại nha cô. Ok, câu số 2. His favorite animal. À, the monkeys. Rồi, đọc đáp án thôi, khỏi đọc câu lát nữa, mọi người đọc câu ha. Rồi, gì nữa? Monkey. Rồi, câu số 3. Câu số 3. Well. Twin. 23. Ok, 23. Rồi, câu số 4. 4. Câu số 5. Blue and green. Ok, blue and green. Câu số 6. Câu số 6 là read. 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 Đây hả? Dạ đúng rồi.
read. Okay, can read. Rồi, có bạn nào có đáp án khác không? Không. Có bạn nào có đáp án khác không? Con nhẹ. Okay, rồi giờ mình nghe lại, mình sửa bài ha. Listening 81. Listen and circle the correct word. This is Nam. He works in the zoo with V. 1. He looks after the little animals. He looks after the little animals. Little, not big, okay? 2. My favorite animals are the monkeys. Okay, my favorite animals are the monkeys. They are funny. They are very funny. Yeah, they are very funny. 3. We have 23 monkeys at the zoo at the moment. Okay, we have 23 monkeys at the zoo at the moment. 4. He also looks after parrots. He also looks after parrots. We have 4 parrots at the zoo. We have 4 parrots at the zoo. 5. My favorite parrot is called Fred. My favorite parrot is called Fred. Rồi, chú vẹt ưa thích của tôi tên là Fred. He is blue and green. Okay, he is blue and green. 6. Fred can talk. Rồi, nghe được gì chưa? Fred can talk. Rồi, cái này sai rồi. Vậy là đây mới đúng. Fred can talk. Cậu ấy có thể nói. He can say, "Hello, I'm a pretty parrot." Đó, he can say, "Hello, I'm a pretty parrot." Xin chào, tôi là một chú vẹt xinh đẹp. Ha, rồi, rất tiếc cho Thảo Quỳnh. Ha, rồi, đáng lẽ là Thảo Quỳnh được 3 điểm cộng, nhưng mà sai, cho nên là cô cộng 2 thôi ha. Rồi, sai một câu, cho nên mà các bạn khác cũng không phát hiện ra luôn, ai cũng khoanh rít hết hả? Không ai làm khác hết hả? Lúc nãy cô hỏi không giơ tay hết. Cộng điểm gì vậy cô? Cộng 2 điểm nha. Làm sai một câu cho nên là cô cho cộng 2 điểm. Còn làm đúng hết thì được cộng 3. Bảo cộng điểm gì vậy cô? Ủa, Bảo hả? Cô cộng lộn hả? Cô cộng lộn qua Bảo mà. Ủa, cô xin lỗi. Cô định trừ Gia Bảo. Mà tại cô lộn. Gia Bảo làm việc riêng, cô trừ điểm. Nha Gia Bảo. Được không Gia Bảo? Rồi ok, bây giờ các bạn đọc lại ha. Mỗi bạn đọc cho cô một lần đi. Để cô xóa mấy cái này đi nha. Cô xóa rồi cô khoanh lại cho các bạn dễ nhìn. Monkeys. Blue and green. Rồi đúng không? Ok, cái này. Lộn. Rồi, ai đây xung phong đọc trước? Rồi, cô mời Thiện Nhân ha. Thiện Nhân đọc trước đi. Nam looks after the little animals. His favorite animals are the monkeys. There are 23 monkeys at the zoo. There are 4
boss at the zoo. Parrots. Breast is parrots. Từ này đọc là parrot ha, là con vẹt đó, con vẹt này nè. Parrot. Parrots. 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 At the parrots. 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 Okay. Parrots at the zoo. Which red, blue, or green? Yeah, green. Fred, tên này nè, đọc là Fred, tên của con vẹt đó, tên là Fred ha. Fred is blue and green. Fred can talk. Okay, thank you. Rồi, tiếp theo, cô mời Thảo Quỳnh nào. Mom looks at the little animals. Looks at the. Look at the in little animals. His favorite animals are the monkeys. Okay. There are 23 monkeys at the zoo. There are 4 parrot. Trời đất ơi. Parrots at the zoo. 3 Red. Red is blue and green. Red can talk. 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 Rồi, ok, giao yeah, bảo nào. Xin cô em đi vệ sinh. Rồi, sắp hết giờ rồi, ngồi tí đi Thảo Quỳnh, xong rồi đi luôn. Nam looks after the big little animals. Biết gì mà biết, nãy giờ các bạn đọc sao, có chú ý không? Nam looks after the little animals. His favorite animals are the monkeys. There are 23 monkeys at the zoo. There are 4 parrots at the zoo. Fred is blue and green. Fred can talk. Okay, thank you. Rồi. Hôm nay các bạn có muốn hỏi gì nữa không? Bài tập viết gì đi cơ? Viết hả? Dạ. Yeah. Rồi. Okay. Viết. Viết. Đây. 1, 2, 3. Thôi, cô đánh dấu từ nào thì các bạn sẽ viết từ đó cho cô 3 lần nha. Cô gửi lên nhóm ra không hay là phải ghi vô. Ok, 1 nè. Ha, oops, bự quá. 2, 3, 4, 5. 5 từ này nha. 5 từ cô đánh giống màu tím hồng này nè. Nha. Cô alo hay là phải viết vô cô? Viết vô đi. Viết 5 từ đó vô trước đi. Mỗi bạn chép cho cô 3 dòng nha.
Dạ, phải rồi cô cho take note lại đi, viết lại cho cô 3-5 từ đó trước đi. Rồi những từ sau thì cô sẽ chụp lên Zalo cho. Làm xong rồi thứ ba tuần sau viết xong rồi chụp gửi cho cô nha. Dạ. Ok. 5 từ đó ghi vô đi các bạn. Nào ghi xong thì nói cô nha. Em ghi bằng tiếng Anh thôi được không cô? Ghi tiếng Anh thôi, có nhớ nghĩa tiếng Việt không? Dạ không. Ừ. Thôi em nói đùa chứ em phải ghi nghĩa tiếng Việt chứ. Rồi ghi lại nè. Có đi nghĩa tiếng Việt không cô? Có. Trong bài viết. Có. Lại lên nè, ai ghi xong thì nói cô. Em mới ghi xong từ số 2 nè. Cô kéo đi rồi sao mà viết? Goodbye, teacher. Ba chữ lâu. Thôi mình xong rồi. Em xong rồi em ao nha cô. Ok, bye bye. Xong rồi thì out lớp đi. Ai viết xong rồi thì out lớp. Bye bye nha. Bye bye. Viết xong chưa? Hi.
mấy thường khóa đùa ao đây chơi nha. Thiện Nhân với Gia Bảo xong chưa? Xong cô. Ok, rồi. Ủa, Gia Bảo ở Hà Nội đúng không? Dạ. Ở ngoài đó lạnh không? Giờ này lạnh không? Không cô. Ở trong không nhà. Lạnh hả? Không lạnh luôn. Mà có nắng không? Không. Vậy tháng 12 có lạnh không? Mùa đông á? Không. Không lạnh luôn á? Tháng 12 có lạnh không? Tháng 12 là mùa đông. Noel á, bình thường thì Noel có lạnh không? Có. Lạnh lắm không? Rét không? Có. Rét luôn á hả? Phải mặc áo khoác hả? Vâng. Tháng 12 cô ra Hà Nội á. Rồi thôi, xong rồi thôi, bye bye. Em qua đi trường. Ừ, goodbye.